Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 10 năm 2021 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều những mặt hàng lan rừng đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay bên em có cả những cái mặt vừa cập bến mới rất là nhiều những cái mặt hàng luôn ạ. Những cái mặt hàng kg và rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần vừa đẹp vừa rẻ chơi hoa xuân hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái mặt hàng kg trước ạ. Kiều vuông cánh trắng này. Kiều vuông cánh trắng ạ. Hàng này thì nó rất là khô nên là 1 kg được cực kỳ là nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Hàng này có thể kích hoa nở vào thời điểm Tết với những cái chùm hoa rất là to. Như là những cái đèn là như, hình như những chiếc đèn lồng đồng, đèn lồng trắng rất là đẹp luôn ạ. Với giá em bán là 230.000 cho 1 kg nhé. Có thể kích hoa nở đúng thời điểm Tết luôn đấy ạ. Bên này là dáng hương quế tím với những cái cây quế tím lá xếp rất là xinh luôn đấy ạ. Quế tím em bán 160.000 cho 1 kg. Hoa của nó thì cực kỳ là thơm rồi, cái dòng quế tím này này. Và hàng thì cây lá xếp như vậy em bán từ 0,3 kg để cô chú anh chị ai cũng có thể sưu tầm nhé. Và tiếp sang bên này đây là dòng dáng hương tam bảo sắc ạ. Dòng dáng hương tam bảo sắc cây lá xếp rụt rịt rất là đẹp luôn. Hàng bản lá nhựa và lá xếp rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Nói chung là cây thì không có lớn lắm đâu nhưng mà nhìn lá thì cực kỳ là thích luôn đấy ạ. Đó, nó không phải là như những dòng lá lướt mà hàng lá xếp rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg dòng dáng hương tam bảo sắc này này cô chú anh chị này. Lá xếp cực kỳ là đẹp luôn. Và bên này đây là dòng lan hạc vị bắc ạ. Hạc vị bắc thì bây giờ là mùa mà nó đã đứng hết ngọn rồi nên cô chú anh chị cứ yên tâm về ghép để sang xuân mình có những cái suối hoa hạc vĩ để mình được ngắm. Nói chung là khi mà cô chú anh chị mới ghép năm đầu thì chắc chắn là nó sẽ không được đẹp đâu, mình cũng được ngắm hoa thôi. Để sang năm thì chắc chắn là tuyệt vời luôn rồi. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg hạc vị bắc nhé. Tiếp sang bên này đây là em có dáng hương đuôi sóc, những cây đuôi sóc lá xếp rất là xinh, cây khá là lớn như thế này ạ. Em bán 130.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc. Và tiếp sang bên này là em có cái hoàng thảo u lời, là hoàng thảo ngũ tinh. Nói chung hàng thì rất là nhiều thân tơ, mùa này thì đang chuẩn bị là nói chung hàng này là hoa sẽ nở Tết nhá, rất là khá là chuẩn Tết luôn ấy. Nên là một dạo nữa thôi là sẽ bắt đầu là nhú nụ luôn ạ. Tầm bây giờ cô chú anh chị lấy thì sẽ chơi hoa một cách trọn vẹn. Em bán với giá 210.000 cho 1 kg. Và sang bên này là em có hoàng thảo ý ngọc này. Ý ngọc mùa này thì cũng đang xuống lá dần dần hết rồi đấy ạ. Cô chú anh chị là ghép là cũng là cái tầm đẹp rồi. Ý ngọc em bán là 180.000 cho 1 kg hoàng thảo ý ngọc nhé. Sang bên này đây thì em có hoàng thảo hoàng lạp này. Hoàng lạp em bán với giá là 130.000 cho 1 kg hoàng thảo hoàng lạp ạ. Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Hoàng thảo môi tua hoàng long vĩ em bán với giá là 130.000 cho 1 kg với những cái bông hoa vàng rực rỡ và môi tua rất là độc đáo đẹp. Còn bên này là nhất điểm hồng nhá, nhất điểm hồng hoa trắng thanh khuyết khiết cánh hoa dày, họng điểm xíu hồng thơm bông hoa to ạ. Bây giờ đã thắt hết ngọn rồi ạ. Nên đảm bảo cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa xuân đẹp này. Em bán cũng 130.000 cho 1 kg thôi. Và bên này sẽ là dòng đùi gà dẹp, dề vừa vừa rất là xinh luôn như thế này đấy ạ. Đó, hàng thì rất là tươi. Nói chung là mùa này thì cây đã thắt ngọn xuống, chuẩn bị xuống lá như thế này rồi. Nói chung là vài tháng nữa đến Tết rồi. Hàng này thì cô chú anh chị về trồng những nơi ấm áp có thể sổ hoa vào đúng cái thời điểm Tết luôn đấy ạ. Em bán với giá là 100 cũng có những dề rất là lớn. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây thì em có dòng đai châu ạ. Dòng đai châu rừng bắc trụ này cô chú anh chị này. Hàng đẹp miên man như vậy đấy ạ. Hàng lá xếp mít này cô chú anh chị này. Lá xếp mít này thì nó cây nhỡ nhỡ thôi, rơi vào khoảng tầm 6 cho đến 10 cây trên 1 kg. Em bán là 400.000 1 kg nhé. Còn bên này là cây bự chảng hơn này. Đảm bảo là gần như là cây nào cũng sẽ có nụ. Và 1 kg rơi vào khoảng tầm 2 cho đến 3 cây đổ lại thôi ạ. Cây rất là to. Một cây như vậy có những cây thì khoảng tầm 1 kg luôn ấy, thì có khoảng tầm 3-4 cái ngồng nụ trở lên rồi.
chi chít là nụ luôn đấy ạ. Còn những cái dòng này này bây giờ thì lác đác cũng có những cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi, những cái cây nhỡ nhỡ ấy. Nói chung là mình sẽ được chơi hoa hết thôi. Đây cô chú anh chị này, bắt đầu là ra ngách lá như thế này là chuẩn Tết luôn đấy ạ. Đấy, thì những cây to bự này em cũng bán với giá là 400.000. Cô chú anh chị thích lấy loại nào cứ bảo em ạ. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc bây giờ cũng đã trưởng thành và thắt ngọn hết rồi ạ. Cũng đang mùa xuống lá rồi. Nói chung là mùa ghép tuyệt vời luôn của dòng hoàng phi hạc rồi. Thân nụ lưa luôn này. Cái dòng này thì có thể sổ ra vài ba những cái sắc hoa nó khác nhau đấy ạ. Hoàng phi hạc em bán là 140 cho 1kg nhé cô chú anh chị nhé. 140.000 cho 1kg. Và bên này thì em có một cái combo. Combo thì có đây. Một cái phần, đây là cái phần kim điệp xuân, nụ đẹp hai dề kim điệp xuân rất là bự. Với cả một cái cây này là hài dâu xanh ạ. Combo này em bán với giá là 50.000 này. Một cái lô, bên này là cái lô, em có cái lô này là bạch nhạn. Cái bạch nhạn rất là to luôn này cô chú anh chị này. Em có 4 cây bạch nhạn rất là to này cô chú anh chị. Đó, 4 cây bạch nhạn này em bán với giá là 40.000 đâu. Một lô này thì gồm có 5 cây bạch nhạn to như thế này nhá. Có cái cây này thì cũng bị hỏng mất cái lá ở đây này. Đó. 5 cây bạch nhạn to này về cô chú anh chị làm một giò luôn đấy ạ. Em bán với giá là 50.000 nhá. Và bên này thì hôm nay em cập bến rất là nhiều những cái mẫu hồ điệp đẹp với những cái mặt hoa rất là đẹp, hàng hiện tại đang nụ ạ. Tất cả là đều đang nụ nhá. Và cái hồ điệp thì gồm như cô chú anh chị biết rồi đấy ạ, chơi hoa thì cực kỳ là sang chảnh, bền hoa, độ bền là trên tầm 2 đến 3 tháng luôn đấy ạ. Trước tiên là cái dòng hồ điệp lá biên lá phát tài này cô chú anh chị, hàng thì vừa mới nhú nụ như thế này thôi nên là cô chú anh chị có thể được chơi hoa Tết luôn đấy ạ. Đó, hồ điệp lá biên lá phát tài, một cái dòng hàng tượng trưng cho tài lộc may mắn. Cái này thì em bán với giá là 80.000 cho một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài cô chú anh chị nhé. Nó sẽ rơi có hai ngồng hoa. Đó, tất cả các cái cây thì đều là hai ngồng hoa nhé. Và sang bên này đây thì em có những cái cây hồ điệp mà bông đại này, rất là đẹp luôn. Ở đây thì em có tất cả là 3 sắc màu nhé, tất cả là 3 màu. Có màu trắng, màu vàng công chúa và màu đỏ. Màu vàng công chúa và màu đỏ. Tất cả những cái cây này thì đều có hai ngồng hoa. Cái cây này chính là cái cây màu trắng này cô chú anh chị này. Cây màu trắng ạ, hồ điệp hoa đại. Bên này sẽ là cái cây màu, cây màu vàng. Cây màu vàng đấy ạ. Nói chung là cây mỗi một cây sẽ có hai ngồng hoa. Và cây màu đỏ này. Đó. Nói chung là mỗi một cây là bộ rễ rất là khỏe khoắn. Nói chung là cây khỏe đẹp, có hai ngồng hoa. Em bán mỗi một cây như vậy nhá, với giá là 75.000 cho một chậu. Đó, 75.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. Và bên này là một cái cây, cũng là cái cây hồ điệp mà màu vàng công chúa. Cây này thì có khoảng tầm 3-4 ngồng hoa trở lên. Siêu đẹp luôn ạ. Và một cây như thế này, một chậu như thế này em bán với giá là 90.000 nhá. Một cái chậu này mà nở thôi, một chậu này cô chú anh chị sở hữu nó mà nở hoa thôi thì chỉ cần một chơi một chậu này cũng đã đủ quá là rực rỡ rồi. Đấy, 90.000 cho một chậu. Em xin nhắc lại là em có tất cả là hồ điệp lá biên thì em bán là 80.000 cho một chậu, là có hai ngồng hoa. Đó, hai ngồng hoa, hàng này có thể nở hoa thời điểm Tết. Và bên này là cái hồ điệp mà màu vàng công chúa, màu đỏ và màu trắng nhá. Và em xin nhắc lại là những cái chậu này là hồ điệp hoa đại này, màu trắng này cô chú anh chị này. Đó, màu trắng nhá. Màu vàng công chúa rất là đẹp, cực kỳ là rực rỡ luôn như thế này ạ. Và màu đỏ đây ạ. Đó, cái màu nào cũng đẹp xuất sắc như thế này nhá. Và em xin nhắc lại là cái hàng mà có hai ngồng hoa với giá chỉ có 75.000 cho một chậu. Và cái hàng mà có tất cả là từ 3 cái ngồng hoa trở lên và nó là màu vàng công chúa như vậy, em bán với giá là 90.000 cho một chậu. Và hồ điệp lá biên lá phát tài có hai ngồng hoa với giá em bán là 80.000 cho một chậu. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiếm. Những cái chậu kiếm thái, thân lá côn lùn phải nói siêu đẹp luôn ạ. Thân lá côn lùn, bản lá to cực kỳ là đẹp luôn. Một chậu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 2 cho đến 3 cây trở lên. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em. Chậu nào cũng như chậu nào nhé. Thân lá côn lụt cực kỳ là đẹp. Hàng này về cô chú anh chị trồng chăm một vài năm ấy thì em nghĩ là nó quá xuất sắc luôn rồi. Đây là cái mặt bông của cái dòng kiếm này ạ. Em bán với giá là 130.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây là dòng lan kiếm gieo hạt của Việt Nam mình. Nhà vườn Việt Nam mình ấy được gieo hạt những cái cây kiếm này, được gieo hạt từ những cây kiếm đột biến đẹp bậc nhất của rừng Việt Nam mình nhá. Và hiện tại thì như cô chú anh chị mà theo dõi nhiều thì cũng sẽ biết, đã biết rằng là hiện tại nhiều nhà vườn người ta đã gieo từ những cái cây kiếm
gieo hạt từ những cây kiếm gọi là giá trị, rất là giá trị hiện nay ạ. Và nó đã sổ bông và mặt bông của nó gần giống 70-80% là giống cây mẹ. Đó. Nói chung là con nhà tông thì không giống lông mà thì cũng giống cánh đúng không ạ? Ở đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em, đây là hai cái loại cây khác nhau này. Đây là cây kiếm hồng Nhật Minh ạ. Và cái bản lá của hồng Nhật Minh này và cái bản lá của cây Phan Chí lai với Đại Long Đao. Mặc dù nó chỉ là dòng gieo hạt thôi nhưng cô chú anh chị có thể thấy là phân biệt ngay cái sự khác biệt về cái thân lá của nó, cái màu sắc lá rồi. Còn mặt hoa thì chưa biết như thế nào nhá. À, đây là dòng kiếm Phan Chí lai Đại Long Đao. Một cái dòng Phan Chí là dòng kiếm giá trị bậc nhất hiện nay rồi đấy ạ. Một chậu kiếm như vậy thì sẽ có một cái mẹ một cái con, em bán 160 nhá. À, hàng chậu nhựa đen này. Còn bên này là dòng hồng Nhật Minh tự thụ ạ. Một chậu cũng sẽ một cái mẹ một cái con. Em bán với giá là 120.000. Và bên này là dòng lan kiếm huyết long tự thụ. Huyết long tự thụ em bán là 90.000 cho một chậu. Đấy, hàng này hoàn toàn đều là hàng của nhà vườn Việt Nam mình nhân giống và gieo hạt. Và bên này đây sẽ là những cái chậu đai châu lai. Những cái chậu đai châu lai những chậu đai châu lai lá đẹp cân đối hai bên, rơi vào 5-6 cặp lá trở lên, em bán với giá là 120.000 cho một chậu nhá. Lá rất là đẹp luôn. Và hôm nay đây em vừa cập bến một cái lô rất là nhiều những cái bảng long tu xuân và những cái bảng hoàng thảo vôi nhá cô chú anh chị nhá, những cái bảng long tu xuân và những bảng hoàng thảo vôi. Hàng vừa cập bến và cô chú anh chị nào mà lấy hàng của hàng sớm, đặt hàng sớm thì bọn em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái chậu gọi là những cái bảng gọi là đẹp đẹp nhất để gửi đến cô chú anh chị ạ. Và đây là những cái bảng long hoàng thảo vôi này, hàng thì phải nói cực kỳ là rẻ luôn tại vì em nhập số lượng khá là lớn. Đây là một cái bảng long hoàng thảo vôi 2 này, 4 này, 6 này, 8. Nói chung là một cái bảng hoàng thảo vôi như vậy thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 7-8 cái thân hoa trở lên. Đó, 7-8 cái thân hoa trở lên. Cả long tu và vôi đều rơi vào 7-8 cái thân hoa nhé cô chú anh chị nhé. Chậu nào cũng như chậu nào. Đấy, nếu như ví dụ như là cái chậu nào mà thân nó dài ấy thì nó sẽ có khoảng tầm 7 thân. Còn nếu mà 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, nói chung là rơi vào 8 thân trở lên hết đấy cô chú anh chị nhé. Thì em bán một bảng như vậy, một bảng như vậy ạ, chỉ với giá có 160.000 cho một bảng thôi, em bán đồng giá nhé. Và cô chú anh chị nào lấy sớm thì sẽ được chọn những cái bảng gọi là đẹp, đấy, thân cực kỳ là nù. Đây là những cái bảng, bên này là những cái bảng long tu xuân này. Đấy, đảm bảo cô chú anh chị rơi vào 7-8 thân, 7-8 thân, nói chung là đều là như vậy nhé. Bên này đây thì em có những cái chậu sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên em bán với giá là 220 cho một chậu. Thân mập nú, rất là nhiều thân, nặng chịu tay luôn. Bên này là dòng lan. Bên này là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Kiều lộc bắc cũng rất là nhiều thân xinh. Hàng này sẽ nở hoa Tết hoặc là xuân, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Lộc bắc ạ. Em bán chỉ có 170 thôi. Đó. Và sang bên này là những cái chậu đen đô xuân ạ. Những cái chậu đen đô xuân thì cũng rơi vào 5-6 thân hoa trở lên. Đen đô xuân thì cô chú anh chị biết rồi, chủ yếu hoa nở thời điểm Tết ạ. Bình thường cứ đến Tết là người ta sẽ nhập hàng Trung Quốc về bán rất là nhiều. Còn hàng này hoàn toàn hàng của Việt Nam mình nhá, rơi vào 5-6 thân hoa trở lên. Em bán với giá là 180. Còn nếu như hàng Tết mà cô chú anh chị mua hàng Tết, hàng nụ hoặc chơi hoa ấy thì rơi vào ít nhất là trên 200.000 trong một chậu, nhưng mà không được nhiều thân như thế này đâu đấy ạ. Không bao giờ được nhiều thân và đẹp tươi khỏe như thế này đâu ạ. Còn bên này là những cái chậu kim điệp xuân ạ. Chậu kim điệp xuân cũng rơi vào khoảng tầm 7-8 cái thân hoa trở lên. Và riêng dòng kim điệp xuân này thì đặc điểm là cứ mỗi một thân có thể cho vài cái chùm nụ. Em bán là 170.000 cho một chậu kim điệp xuân. Và bên này sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhá. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng mà có hai thân ạ. Chiều cao nó khoảng tầm 51 này, 2 này. Nói chung là rơi mỗi một thân rơi vào 50cm trở lên. Thì một chậu như vậy em sẽ bán với giá là 180.000 cho một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Nhớ trước đây mỗi một chậu một thân là rơi vào 300 rồi, bây giờ giá cực kỳ là rẻ. Chậu nào mà cô chú anh chị là lấy 3 thân nhá. Chậu 3 thân thì em sẽ bán là 220. Còn chậu nào mà có 2 thân thì em sẽ bán là 180 cho một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng thôi ạ. Còn bên này là lô trầm rồng đỏ siêu to khổng lồ. Cái thân này thì phải, cái một cái thân như thế này thì phải gấp đôi cái ngón tay cái của em ạ. Chắc là mai em sẽ chia hình ra để em bán thôi. À, chậu này như chậu này hai thân thì quá là khủng bố luôn ý. Siêu to khổng lồ luôn ý. Ôi, dã man luôn cô chú anh chị nhìn này. Dã man luôn ý. Không biết là phi bao nhiêu. Đấy, so cái ngón tay của em này. To dã man. Đấy, một chậu hai thân như thế này. Chắc là cũng xem sẽ bán tầm hơn 200.000 một chút xíu thôi.
tầm 200 chậu to đẹp như thế này chắc cũng rơi vào trên 200 thôi. Một thân như thế này trước đây chắc phải rơi vào tầm, một thân to đùng như thế này trước đây có khi là rơi vào tầm 500 ấy. Cái thân hiếm. Trời ơi, đẹp quá. Mai em sẽ bán nhé. À, cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái lô kiều Lộc Bắc ạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Chậu nào chậu tấy xanh mướt cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, có 170.000 cho một chậu. Còn bên này là, cạnh bên này là những cái chậu, đây là chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Cô chú anh chị nhìn cho em cái thân chuỗi ngọc ạ. À, thân thắt đốt và sáng bóng đẹp như thế này này. Đó, nói chung là một cái dòng gọi là chơi thân lá cũng như chơi hoa đẹp một cách hoàn hảo luôn ý. Đây cô chú anh chị này, thân thắt đốt cực kỳ là đẹp luôn. Và cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này này, hoa của nó chỉ cần nở 1-2 bông thôi, cô chú anh chị ngắm cũng đã rất là đã mắt rồi ạ. À, cực kỳ là xinh luôn nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì em bán một chậu như thế này này, rơi vào cũng rơi vào ít nhất cũng khoảng tầm 6 cái thân hoa trở lên chứ ạ. Thì chắc chắn là một giò rất là rực rỡ ở mùa xuân rồi. Em bán là 180 cho một chậu thôi nhá. 180 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rất là đẹp như thế này. Đấy, bao giá rẻ mà hàng đẹp cho cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. À đây, em quên mất ạ. Em còn có cái dòng dáng hương đuôi chồn nhá. Dáng hương đuôi chồn mặt hàng kg ạ. Những cái cây đuôi chồn lá xếp vừa vừa xinh xinh như thế này này, cô chú anh chị này. Ghép thời điểm bây giờ là sang xuân mình có giò chồn đẹp để mình chiêm ngưỡng chơi rồi ạ. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu dáng hương đuôi chồn nhá. Và bên này sẽ là những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình. Em xin phép được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị nhá. Trước tiên sẽ là dòng Đai Châu. Thì cái dòng Đai Châu ấy thì em có hàng kg và cũng như là em có bán hàng hình. Để cô chú anh chị nào mà có thể muốn chọn kỹ càng hơn thì có thể chọn hàng theo cây này giúp em này. Hoặc không thì cô chú anh chị mua hàng cân cũng được ạ. Em có cái hình số 1 ở đây, em có 4 cây em bán với giá 240 này. 4 cây 240 đây cô chú anh chị. Hai cây này, nói chung là mít cực kỳ là đẹp luôn. À, lá mít xếp cực đẹp luôn như vậy đấy ạ. 4 cây chỉ có 240 nhá, là hình số 1 ạ. Hình số 2 5 cây này. 5 cây rất là nhiều lá luôn đấy ạ. Đấy ạ. Cực kỳ là xinh đấy ạ. Hình 5 cây này em bán với giá là 240.000 ạ. Và tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 3 với 3 cây ạ. 3 cây hình này em bán với giá 210.000 đây cô chú anh chị này. 210.000 cho 3 cây rất là đẹp như thế này ạ. Tiếp theo là hình số 4. 2 cây châu to với giá chỉ có 160 ạ. Đó, 160 được làm được một cái chậu cô chú anh chị ngắm thân lá cũng như là chờ hoa Tết rồi ạ. Tiếp theo là hình số 5, 4 cây với giá chỉ có 200.000. Đó. Nói chung là Đai Châu bây giờ thì rất là rẻ luôn, mà dòng Đai Châu hàng hoa, hàng Tết này thì gần như là ai cũng có trong vườn đã chơi lan thì gần như ai cũng đều có những cái cây hoa Đai Châu để mà chơi trưng trong những ngày Tết. Hình số 5 em bán là 4 cây ạ, với giá chỉ 200 nhá. Tiếp theo. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 này một lô rất là nhiều luôn này. 4 cây rất là nhiều luôn. Ôi, nhìn một lô đầy ự luôn. Tại vì cái bản lá của nó rất là to và dày ạ. Hình này em bán với giá là 250.000 nhá. 4 cây 250.000. Tiếp theo là hình số 7 ạ. Hình số 7 là 2 cây to đẹp như thế này này. Bản lá mít dày cộp luôn đấy ạ. Đó, mít dày cộp luôn. Cái hình này em bán với giá là 200.000. Tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này em có 2 cây. Đây. Có 2 cây như vậy em bán hình này với giá cũng 200.000. 200.000 cô chú anh chị có thể làm một chậu hoặc hai chậu cực đẹp rồi ạ. Và tiếp theo sang bên này là hình số 9, em bán 250.000 cho hình này 3 cây nhá. 3 cây cũng rất là to luôn đấy ạ. Bản lá dày dặn, nhiều lá và rất là đẹp như thế này. Đây 3 cây này với giá là 250.000 này. Và sang hình tiếp theo là những cây châu to, bự. Và cây như thế này thì đảm bảo đều đang nhú vài ba nụ hết rồi, như cây này đang 3 nụ rồi này. Cây này chỉ có giá là 170 thôi ạ. Hình số 10 ạ. Hình số 11 này. Hình số 11 rất là khủng luôn ạ. Rất là to luôn nhá. Đây là cái lá của nó này, 30 cm. Khoảng cách giữa hai tán lá rất là rộng luôn. Chi chít là nụ này cô chú anh chị này. Đó, chi chít là nụ luôn. Đó, 4 nụ ở đây em nhìn thấy có 4 nụ rồi. Cây này em bán là 240 cho hình số 11. Hình tiếp theo hình số 12 em bán 250.000, cũng là một cây rất là bự chảng ạ. Và hình số 13 em bán 210.000 nhá, cho hình 13. Bên này sẽ là những cái lô gà dẹt. Gà dẹt thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là mua theo hình này cũng được này. Đó. Cái lô gà dẹt hình số 14
Ở chỗ này có tất cả hai giày đẹp nhá. Hai giày đẹp như vậy em bán 140.000. Cô chú anh chị có thể làm hai giò hoặc là một giò cực kỳ là to luôn rồi ạ. Có 140 nhá. Hai giày rất là đẹp. Tiếp theo là hình số 15 em bán lô này 110.000 này. Hình số 16 với giá 110.000 cũng là nguyên một giày rất là to luôn rồi. Đủ cho một giò hoa sân rất là rực rỡ luôn ạ. Tiếp theo là cái hình số 10 hình số 17 ạ. Nguyên một giày này. Đó, nguyên một dề thân lùn, nhiều thân tơ đẹp như vậy. Hình em bán với giá 110.000 ạ. Tiếp theo là hình số 18. Cái hình này là có hai dề nhá. Hai dề rất là đẹp như vậy, em bán 100.000. Và hình số 19 là một cái dề rất là khủng luôn ạ. Cái dề này quá là rất là to luôn nhá, cô chú anh chị nhá. Cái dề rất là to như vậy đấy ạ. Dề này thì nở hoa thì thôi rồi ạ. Cái dề này em bán với giá là 190.000. Sang bên này là sẽ là những cái cây kiếm. Hình 20 là những cái cây kiếm thái với mặt bông kiếm thái hoa vàng nhá. Mặt bông của dòng kiếm thái thì nó khá là chuẩn mặt bông ạ. Khá là chuẩn mặt bông bởi vì nhà em cũng đã sưu tầm và cũng đã trồng thử. Và nói chung là chuẩn mặt bông mà người ta đã gửi ạ. Khi người ta gửi thì rất là chuẩn mặt bông luôn ạ. Em có cái chậu kiếm này này. Đấy, mặt bông của họ gửi là như vậy nhá. Em có cái chậu này em xin phép được bán với giá là 380.000 cho hình 20 ạ. Hình 20 rất là nhiều thân và đây là những chậu đã trưởng thành. Là những cây đã trưởng thành, khẳng định là cô chú anh chị sang năm có thể được thưởng thức hoa rồi. Tiếp theo là hình số 21, cũng là một chậu rất là nhiều thân như thế này ạ. Đấy, nói chung là hàng côn lùn bản lá láng bóng rất là đẹp luôn. Cái chậu này em xin phép được bán với giá 360. Tiếp theo là cái chậu số hình số 22. Đấy, hình 22 ạ. Nói chung là dòng kiếm thái thì cây nào cũng hoa rất là thơm nhé. Kiếm thái 22, cái hình này em bán 380. Và tiếp theo là hình số 23 này. Chậu 23 này em bán với giá là 350.000 ạ. Và chậu tiếp theo, chậu số 24. Dòng này, chậu này thì em thấy là thân côn lùn, lá to rất là đẹp. Cái chậu này em bán là 380.000 ạ. Và nói chung nếu như cô chú anh chị sở hữu những cái chậu này, đến khi mà nó sở hoa thì cô chú anh chị sẽ thấy là cái giá trị của nó còn gấp rất là nhiều lần so với cái giá ở đây em đang bán ở đây ạ. Nó sẽ cực kỳ là giá trị luôn ạ. Cái chậu này thì rất là nhiều thân này, chậu 25 rất là nhiều thân luôn ạ. Em bán chậu này với giá là 380.000 cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo chậu 36 cực kỳ là đẹp luôn. Với chậu bản lá rất là to. Chậu này bản lá rất là to và sum xuê nhá. Cực kỳ là sum xuê và già dặn luôn ạ. Cái chậu này em xin phép. Đây, cái chậu này nói chung là nó mọc nhiều cây quá rồi ấy, thành ra là cái lá của nó không mà vẫn còn to như thế này này. Nếu mà cô chú anh chị về mà tách chậu ra chăm được chắc chắn là lá cực kỳ là to và đẹp luôn. Cái chậu này em bán là 450.000 ạ. Và nó là hình 25 cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo là hình 26 ạ. Hình 26 này là một lô kiếm thiên vũ em bán 80.000. Hình 27 lô kiếm thiên vũ em bán 100.000 ạ. Nói chung ấy thằng dòng này thì đây là đều là những cái cây côn lùn thân thân lá côn lùn. Hình 28 em bán 90.000. Và hình tiếp theo là hình 29 em bán với giá 90.000. Và hình số 30 em bán 80.000 ạ. Hình số 31 kiếm thiên vũ em bán với giá là 80.000. Và hình tiếp theo hình 32 một lô kiều tím này em bán với giá là Hình lô kiều tím này em bán với giá 200.000 ạ. Và một cái lô hình số 23 em bán là 80.000. Đây là một cái lô hoàng thảo thập hoa gồm có hai dề, cô chú anh chị làm được một hai giò luôn rồi ạ. Tiếp theo sang bên này đây là em có hình số 34 này. Hình số 34 em bán 220.000 là một cái giò giả hoa oai tím xưa ạ. Giả hoa oai tím xưa, hoa sẽ nở tới thời điểm Tết nhá. Cái chậu này thì có tất cả là 4 thân, 5 thân cực kỳ là đẹp như vậy, rất là to và đẹp như thế này ạ. Nói chung là chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn này cô chú anh chị. Quá là xứng đáng với đồng tiền cô chú anh chị bỏ ra luôn. Tiếp theo là một cái chậu gồm có 3 thân, 4 thân siêu to khổng lồ, 2 thân cực kỳ là to khủng luôn. Với cái 2 thân nó nhỏ hơn như vậy này, cái chậu này em bán 200. Và tiếp theo là cái chậu số 36, chậu này là khoảng tầm 2468 thân ấy ạ, 2468 thân. Nói chung là thân nó không to nhưng mà rất là nhiều thân, cái chậu này em bán 200. Và tiếp theo là chậu 37 này, chậu 37 này có 4 thân này cô chú anh chị này. Đó, chậu này có 4 thân như vậy em bán chậu này với giá 200 nhé. Và chậu số 38. Chậu này em bán 180.000, chậu này cũng có 4 thân ngắn dài như vậy đấy ạ. Đây, 4 thân ngắn dài. Và chậu tiếp theo là chậu số 29. Chậu số 29 này cô chú anh chị này. Chậu số 39 chứ. 39 có 2 này, 4 này, 6 thân. Chậu này em bán là 200.000 nhá. Và tiếp theo là cái chậu số chậu này em gọi là chậu 40. Chậu số 40 có tất cả là 5 thân ạ.
5 thân ngắn dài, chậu này em bán 200. Và chậu 41 em cũng bán 200 này cô chú anh chị này. Chậu 41 200. 4 thân cực, 4 thân trong đó có 2 thân siêu to khổng lồ. Cái 2 thân siêu to khổng lồ, cái thân này thì bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu. Đó. Chậu này em bán 200 nhá. Và tiếp theo bên này là giả hạc Pháp ạ. Giả hạc Pháp thì ở đây em có mặt bông của giả hạc Pháp đây này cô chú anh chị này. Sắc hoa tím hồng, hoa giả hạc Pháp cũng sẽ nở vào thời điểm Tết, sắc hoa tím hồng cực kỳ là đẹp như vậy. Giả hạc Pháp cái chậu này. Đây, chậu giả hạc Pháp này, dài miên man luôn này cô chú anh chị này. Đó. Cái chậu này có 2 này, 4 này, 6 7 thân. Chậu này em bán với giá là 230 000 nhá. Và tiếp theo một cái chậu giả hạc Pháp hình số 43, em bán chỉ với giá có 180 000 246 thân. Và giả hạc Pháp 44 với giá là 180 000 24 thân. Và chậu giả hạc Pháp 45, chậu này em bán là 200 000. 2 này, 4 này, 6 2 4 6 8 thân. 2 4 2 4 5 7 8 thân nhá, chậu này ạ. Và bên này sẽ là chậu trầm trắng. Cho ai yêu thích cái mặt bông màu trắng như vậy này. Hoa nó hoàn toàn là màu trắng như thế này nhá. Cái chậu trầm trắng này để cô chú anh chị sưu tầm này. Chậu này có tất cả là 4 thân ạ. 4 thân ở cái chậu này em bán là 200 nghìn nhá. 4 thân trầm trắng. Nói chung là trầm trắng chắc chắn là không thể nào mà to như trầm rồng đỏ được rồi. Tiếp theo một cái chậu trầm trắng này cũng có 2 thân. Đấy. 2, 3 thân, 3 thân lớn nhỏ. Chậu này em bán là 140.000 thôi ạ. Và chậu tiếp theo là chậu số 48. Chậu này cũng có 2 thân em bán 180.000. Và một chậu trầm rồng đỏ này. Trầm rồng đỏ ở đây em bán 280.000 này. Cô chú anh chị này, cái chậu này 3 thân. Còn cô chú anh chị nào, cái này là cái không phải trầm rồng đỏ mà cái này là cái trầm trầm rồng đỏ hàng cổ ấy. Này hoa rất là đậm. Cái hàng này mà hoa nở thì thôi rồi. Bên này em có thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo với những cần hoa dài khoảng tầm 3-40 cm, cực kỳ là thơm. Với chậu thanh đạm Indo đi như vậy rơi vào khoảng tầm 4 năm giả hành, em bán với giá 170 một chậu. Bên này sẽ là những cái con dao của làng nghề Phúc Sen ạ. Một cái làng nghề và chuyên rèn ra những con dao bằng cách rèn thủ công. Những con dao cực kỳ là sắc bén và nổi tiếng bấy lâu nay rồi ạ. Cô chú anh chị sắm một lần là dùng cả đời luôn. Em có cái con dao này là con dao chặt thái. Con dao chặt thái này là em bán với giá 220 nhé. Con dao tiếp theo là cái con dao chuyên thái, cực kỳ là điệu đà đẹp. Con này em bán cắn gỗ cẩm chỉ, em bán với giá 200. Tiếp theo là cái con dao mèo bầu nhọn chặt thái đi rừng được. Con này con 15, em bán với giá là 250. Tiếp theo là con dao chuyên thái cắn gỗ cẩm chỉ này. Con này em bán với giá là con 11, em bán 190 ạ. Và bên này là một cái con dao chuyên thái bằng thép không gỉ, kể cả cô chú anh chị ngâm muối không gỉ luôn. Cái con này em bán với giá là 160 nhá. Dao tiếp theo là dao chuyên thái này, chuyên chặt thái chứ. Chuyên chặt thái cán gỗ ạ. Con này em cũng bán với giá là 250. Con dao tiếp theo là con dao này cũng là con dao chuyên chặt thái này. Con này em bán 220 ạ. Và tiếp theo con này là em gọi là cái con dao số 2. Và tiếp theo là con dao đánh nhám hai bên, con dao chuyên chặt thái nặng chịu tay luôn, cắn gỗ cẩm chỉ đánh nhám hai bên. Con này em bán là 250. Con dao tiếp theo là con dao em bán con này với giá là 140.000, con dao này chuyên thái. Tiếp theo này con dao này cũng là chuyên chặt thái này, con này em bán với giá 140. Và con dao bầu nhọn này chuyên thái lọc được, em bán với giá 120.000. Đây là con dao bầu nhọn. Một con dao nhọn rất là dày, cực kỳ là sắc. Cái con dao này là con dao chuyên chặt thái lọc, em bán với giá 240. Và một cái con dao chặt xương ống, chuyên chặt xương ống rất là dày, cán gỗ cẩm chỉ, em bán 300. Và con dao quắm đi rừng, dao quắm nhỡ, em bán với giá là 130. Con dao quắm to này, em bán 150. Và tiếp sang bên này sẽ là những đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Miến rong phèo đén 100.000 một túi 1 kg, sim khô 100.000, nấm ngọc cẩu 100.000, chuối hột khô 100.000, măng mầm khô với giá 200 và rễ mú tần với giá là 120, tầm gửi cây chanh 230, tầm gửi cây kía nghiến 190 và hoàng tinh là 200 nhé. Bên này thì em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 nhé. Vỏ thông em có size 12 và size 34 ạ. Cô chú anh chị lấy từ 10 kg, em để giá 15.000 thôi. Và bên này sẽ là rất là nhiều những chế phẩm này. Hùng duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB là 85.000 cho một lọ nhé. Atonic là 10.000 cho một gói. Và bên này là Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 28
85.000 cho một lọ này. B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 và Điền Gia Mỹ Tiến 40.000, Điền Gia Sẹo Đen là 50.000. Ba loại phân bón dạng thông minh tan chậm có kiểm soát và ba loại phân bón lá đồng giá là 30.000 cho một lọ. Siêu rau dễ N3M 30.000 và cắt tan đặc trị thối nhũn với giá 35.000 cho một lọ. Bên này sẽ là Kim Kim Boom cũng là đặc trị thối nhũn với giá là 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm hữu hiệu với giá là 15.000 nhé. Phân bón dạng túi lọc, kích mầm kích rễ cực kỳ là tốt và cung cấp dinh dưỡng cho cây cho mọi giai đoạn phát triển. 35.000 cho một hộp có 10 viên, có 20 túi lọc bên trong và mút hữu cơ của Hà Lan ạ. Kích mầm kích rễ rất là tốt với giá 70.000. Một cái sản phẩm phân bón hữu cơ dinh dưỡng, phân bón hữu cơ vi sinh cực kỳ là tuyệt vời cho cây trồng. Một cái sản phẩm này gồm có, trong một cái sản phẩm như vậy thì người ta đã là được làm từ đỗ tương, dịch chuối và phân trâu nhá, ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng hơn 2 tháng. Với những cái thành phần như vậy thì cô chú anh chị đủ biết rằng là nó có thể cung cấp dinh dưỡng tuyệt đối cho cây trồng như thế nào rồi, cho cây lan như thế nào rồi ạ. Và giá của nó chỉ có 35.000 thôi. Hiện tại rất là nhiều nhà vườn người ta đã tin và sử dụng rồi. Cái sản phẩm mà rất nhiều dinh dưỡng như vậy, tốt cho cây như vậy mà hạn chế tối đa nấm bệnh luôn ạ. Giá rất là rẻ luôn. Đảm bảo cô chú anh chị là không kém cạnh bất kỳ một cái sản phẩm phân bón cao cấp mà đắt đỏ nào luôn đấy ạ. Chỉ có 35.000 nhé, mà sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng em bán với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt ạ. Có rất là nhiều những tác dụng như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, giảm đau cực kỳ là hiệu quả. Cái mùi hương giúp cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Cái sản phẩm tinh dầu hồi này hoàn toàn từ tự nhiên từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em.